Bữa giờ làm clip cho anh em nào là thảm lóc chân cho AB nè, rồi ba ga cho AB nè, công tắc cho AB, học để đồ cho AB nè. Rồi cũng có những cái anh em hỏi nè, có bao tay nào giá mềm mềm cho AB 160 không anh? AB đi bao tay nào giá mềm một xíu vậy anh? Mình có gù nào gắn được cho AB không anh? Ok anh em theo Vinh nè, để Vinh cho anh em xem một cái mẫu bao tay xịn sò bền bỉ theo năm tháng. Đây là cái mẫu bao tay phải nói nó rất là cổ rồi. Vinh không hiểu tại sao mà anh khách đi AB đời mới mà lại săn được ở đâu cầm bao tay Racing Boy dạng cổ như thế này. Đối với lại những cái mẫu bao tay Racing Boy nó rất là bền luôn, giá trị nó dễ chơi, dễ thợ, giá rẻ đó, nhưng mà nó bền đó, minh chứng một mẫu bao tay đời cổ rồi. Cái mẫu này là tầm khoảng 2015 rồi đó anh em đó, mà đi tới bây giờ nó vẫn còn rất là mềm nè đó, rất là êm và gai góc đồ này kia là còn đầy đủ luôn. Ảnh chỉ muốn đổi về lại cái tông màu đen thôi. Đối với lại cái ống gai zin á thì chúng ta sẽ có những cái gai đưa lên để nó bám sát theo cái cấu trúc của cái bao tay zin đó. Còn đối với lại những cái mẫu bao tay đồ chơi á thì nó sẽ bên trong này nó sẽ bo tròn hơn, cái cao su của nó sẽ bám vô cái phần ghi đông của mình nhiều hơn, nó không cần những cái gai đó. Thậm chí là nếu có những cái gai ở trên cái phần ống gai như vậy, nó sẽ làm cái bao tay của mình nó bị gồ lên, nó rất là xấu đó. Vì vậy mà khi mà thay những cái mẫu bao tay đồ chơi này, anh em chịu khó là chúng ta lấy cái dao hoặc giấy á, để chúng ta cắt đi những cái đường gai đó cho nó bo tròn nguyên một cái ống gai luôn, thay bao tay vô nó mới bám sát và nó mới đẹp. Chia sẻ tiếp với anh em nữa về một cái vấn đề nó khó chịu ở trên cái ghi đông của dòng xe AB này. Anh khách này là anh thay bao tay với lại gù inox luôn, mà lúc đầu Vinh không giới thiệu với anh em gù inox là tại vì Vinh muốn đợi đến lúc này Vinh mới chia sẻ. Đó thì đối với lại ghi đông của AB, sau khi mà mình thay cái bao tay xong nó sẽ dư ra một cái khoảng như thế này nè. Nếu bây giờ mình lấy cái cục gù cũ của anh khách nè, mình gắn vô lại giúp ảnh đó, thì nó sẽ dư ra như thế này, nó rất là xấu luôn. Đây chính là một cái điểm nó rất là khó chịu ở trên cái ghi đông của cái dòng xe AB này. Vì vậy mà nếu như anh em nào mà đang sử dụng cái dòng xe AB hay là Vario 160, anh em muốn lên gù thì chúng ta phải lựa chọn những cái dạng gù nó giống như vậy nè anh em. Thì mặt bên ngoài là nó cũng tương tự như những cái gù bình thường, nhưng mà cái mặt sau á là nó phải lõm vô như vậy nè, để nó che mất cái phần ghi đông này thì nhìn nó mới đẹp, nó thẩm mỹ được. Giờ thử lại cho anh em coi nha. Đó, thì đối với lại cái gù lõm nè, vậy thì nhìn nó mới đẹp, nó mới liền lạc với lại cái phần bao tay được. Và gù này á là không chỉ nó làm đẹp, nó che đi cái phần ghi đông, mà cái trọng lượng của nó cũng nặng hơn. Nó sẽ tầm khoảng là 200g mỗi bên đó anh em, 200 hay 300g mỗi bên. Thì nó sẽ đem lại cái sự cân đối cho cái đầu ghi đông nè, nó không có bị rần cái tay lái. Thì đây cũng chính là một trong những cái ưu điểm của những cái dạng gù inox đối trọng tay lái này. Rồi, đây là hoàn chỉnh sau khi gù và bao tay đã được lên xe. Đối với lại bao tay Racing Boy mã là HG88 này, chúng ta sẽ có giá là 150k một cặp. Nãy giờ cho anh em coi về cái phần chất lượng của cái mẫu bao tay Racing Boy rồi, bây giờ chúng ta nghe được cái giá nữa. Thật sự là cái giá nó rất là dễ chơi luôn mọi người, bỏ cho một cái mẫu bao tay nó khá là bền. Với lại cái kiểu dáng gai của cái bao tay này nó sẽ cực kỳ bám tay và nó massage cho cái lòng bàn tay của mình, nó không có bị tê khi mà chúng ta cầm nắm ghi đông mà trên những cái quãng đường dài. Còn đối với lại phần gù thì đây là gù inox chống rung dành cho cái dòng xe AB và Vario 160 luôn, giá cũng sẽ là 150k một cặp. Thì với combo như thế này vỏn vẹn chỉ 300k thôi, miễn phí công lắp đặt cho anh em, tặng kèm thêm 4 bước chăm sóc xe nữa, trong đó sẽ bao gồm vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm máy xe. Bởi vì sếp mình chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ 62 bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Nhớ nha, đối với lại AB và Vario 160 anh em phải đi cái dạng gù lõm như thế này nè thì mới lắp được đẹp nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.